cuộc đời của bạn như thế nào đây à, đúng không? Ừ, rồi bấm vô đó. Ừ, để cuộc đời của tôi mà quay thấy anh Văn Dũng Hà Tím không à? Toàn là thơ của anh không à? Thiệt là vui quá. Nè, vô đẹp quá. Ok. À, cuộc đời của bạn như thế nào? Mã này đang của tôi mà. Cái trên cái timeline của tôi nè, để tiếp tục như chính nè, phải không? Ok. Em xuống dưới nè. Bộ phim về cuộc đời của bạn như thế nào? Để thâu này gửi qua cho anh Nhân Dũng Hà Tím làm kỷ niệm mà. Còn tới hết luôn á. Của ảnh không à. Không có gì của tôi đâu luôn, mắc cười. Chắc có lẽ anh gửi thơ qua mình nhiều quá đó. Rồi nó nằm đậy cho nó. Đúng là kỷ niệm khó quên ha. Muốn quên cũng quên không nổi ha. Thâu chỉ gì? Cuộc đời của ai đó. Rồi, up.